Rồi mình đáp lễ lại luôn luôn con. Em cũng gửi tặng một bài hát À, đáp lễ. thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát nhưng mà lại lại là về Phú Yên nữa. Chờ nắm tay vô đi. Dạ. Ừ. Cảm nhận đi. À, dạ. Thôi. Dạ thầy. Đó, đúng Dạ, em rồi. xin phép sẽ hát vài câu bài Trách Thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đận nè, mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ. Trời Hết ơi. Bấm hay không là quyền của các bạn. Không đồng ý, không cần bấm. Một, hai, ba. hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi, đúng không? Dạ bấm bấm hết rồi. Hả? Em trai không bấm. À dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc cho nên là em thấy rằng không, em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu chàng cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.